Xin chào cả nhà, hôm nay nhà mình sẽ làm sườn bò kho nước tương Hàn Quốc. Mời cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Hôm nay mình sẽ kho sườn bò với củ cải đỏ và hạt dẻ nha cả nhà. Cả nhà không có hạt dẻ thì mình có thể thay thế bằng khoai tây nha cả nhà. Có là sườn bò nha cả nhà. Thì khi mình mua ở ngoài chợ thì mình sẽ kêu người bán họ chặt khoảng tầm 10cm nha cả nhà. Chặt khúc khúc như thế này. Hạt dẻ thì mình đã bóc vỏ rồi nha cả nhà. Củ cải đỏ thì mình sẽ cắt như thế này, cắt miếng như thế này. Cả nhà có thể để nguyên hoặc mình sẽ tỉa hoa cho nó đẹp xíu cũng được nha cả nhà. Tỏi thì một củ tỏi mình đã bóc vỏ nha cả nhà. Hành ba rô và khoảng 3 lá nguyệt quế nha cả nhà. Một nhánh gừng nhỏ, một củ hành tây nhỏ, tỏi băm và nước tương Hàn Quốc nha cả nhà. Hôm nay mình sẽ dùng đường nâu nha cả nhà. Không có đường nâu của Hàn Quốc thì mình có thể thay thế bằng đường cát trắng cũng được nha cả nhà. Thịt bò thì trong cái video trước của mình, cái xương canh xương bò hầm đó cả nhà, cái cách làm sạch và khử mùi của thịt bò cả nhà, thì cả nhà có thể tham khảo lại giúp mình nha. Thì ở đây mình nói sơ qua là mình sẽ ngâm xương bò qua nước giấm với muối trong vòng 2 tiếng. Sau đó mình rửa sạch và mình đem trụng với nước sôi. Trong cái nước sôi mình trụng á, mình sẽ cho vô một tí muối và một tí giấm nữa nha cả nhà. Thì mình sau khi mình trụng xong với nước sôi thì mình sẽ rửa sạch lại nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái nước sốt để mình kho sườn bò nha cả nhà. Mình dùng ở đây là nước tương Hàn Quốc nha cả nhà. Tám muỗng nước tương Hàn Quốc nha cả nhà. Đường thì mình sẽ đong muỗng ngang như mình đong nước tương nha cả nhà. Đường thì mình dùng một nửa của nước tương thôi nha cả nhà. 4 muỗng đường. Rượu nấu ăn hoặc là rượu trắng nha cả nhà. Rượu nấu ăn mình dùng ở đây là 3 muỗng nha cả nhà. Một tí xíu bột ngọt. Mình cho vô đây là một muỗng canh tỏi băm nha cả nhà. Tùy theo nhà nào ăn được nhiều tỏi hay ít tỏi, mình cho nhiều hay ít tùy theo sở thích của gia đình mình nha cả nhà. Mình sẽ cắt nhỏ một ít hành ba rô để mình cho vô cái nước sốt nha cả nhà. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái gia vị để mình kho cùng nha cả nhà. Lá nguyệt quế mình cho vô cái túi lọc hoặc là cái rây lọc của cả nhà. Hành ba rô thì mình cũng cho vô đây luôn cả nhà. Một ít hành ba rô cắt khúc như thế này. Tỏi thì mình cho nguyên một củ nha cả nhà, lột nguyên một củ tỏi khoảng tầm 10 tép đó cả nhà. Mình sẽ cho vô đây luôn nha. Gừng thì mình sẽ sắc lát. Cho vô luôn nha cả nhà. Lại lại. Lại lại như thế này để tí mình cho vô mình kho cùng nha cả nhà. Cho cái rây luộc gia vị vô đây nha cả nhà. Xương bò thì mình sẽ sắp vô đây luôn nha cả nhà. Cho hết cái nước sốt lúc nãy mình chuẩn bị nha, cho hết cho em nha cả nhà. Mình sẽ cho vô cái tô để mình tráng cái tô 500ml nước nha cả nhà. Cho hết vô đây luôn. Và bây giờ mình sẽ cho lên bếp mình hầm nha cả nhà. Mình sẽ mở lửa lớn để cho cái nước nó được sôi lên trước nha cả nhà. Để nắp lại. Hành tây và hành ba rô thì mình sẽ sắp miếng nhỏ nha cả nhà. Để tí gần xong đó mình sẽ cho vô nha cả nhà.
dùng ở đây nửa củ hành tây thôi nha cả nhà. Hành ba rô thì mình sẽ sắc xéo nha cả nhà, nhìn cho nó đẹp mắt nhé. Lửa lớn như thế này thì mình sẽ giảm lửa nha cả nhà, vô một ít thơm để bò nó nhanh mềm nha cả nhà. Mình hầm với lửa vừa được 30 phút rồi nha cả nhà, thì mình sẽ chuyển sang cái nồi áp suất chậm để mình hầm cho nó nhanh nhừ nha cả nhà. Lấy cái dây lược gia vị ra nha cả nhà. Chuyển sang cái nồi này để mình hầm cho nó rộng rãi, nó thoải mái hơn cả nhà. Cái nồi kia hơi nhỏ. Sau khi mình hầm với nồi áp suất chậm thêm được 30 phút nữa nha cả nhà, thì mình sẽ cho rau củ vô nha cả nhà. Mình sẽ cho vô là vài lát cà rốt tỉa bông nha cả nhà. Và hạt dẻ nha cả nhà. Nước nó đã sắc xuống bớt như thế này á cả nhà, thì mình sẽ cho nước thêm vô nha cả nhà. Mình sẽ cho vô đây là thêm 300ml nước nóng nha cả nhà. 1/3 muỗng canh tiêu xay. Và mình sẽ đậy nắp lại, mình hầm thêm 45 phút tới 50 phút nữa nha cả nhà. Tùy theo mình thích cái độ mềm của thịt như thế nào mà mình hầm thêm khoảng tầm 30 hoặc là 1 tiếng nữa cũng được nha cả nhà. Mình canh cái độ mềm nó vừa ăn với gia đình mình là được nha cả nhà. Mình hầm thêm khoảng tầm nửa tiếng nữa cả nhà. Thì mình sẽ kiểm tra cái độ mềm của thịt nha cả nhà. Nếu nó đã mềm với vừa ăn với mình rồi á thì mình sẽ chuyển sang cái nồi nhỏ để mình dễ ăn nha cả nhà. Ok, giờ mình sẽ chuyển sang cái nồi nhỏ nha cả nhà. Mình sẽ cho vô đây là một muỗng canh dầu mè nha cả nhà, cho nó thơm. Và hành ba rô lúc nãy mình có cắt ra cả nhà, thì mình sẽ cho hết vô đây. Hành tây cũng cho vô đây. Mình sẽ nấu thêm để rau nó chín nha cả nhà. Cái hành nó chín á, khoảng tầm 1 tới 2 phút nữa nha cả nhà. Cuối cùng mình sẽ cho một ít mè rang lên nha cả nhà.